Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Sao Hỏa là miền đất hứa cho ngôi nhà thứ hai của loài người. Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thể đặt chân lên đây? Tại sao phi hành gia hạ cánh trên Sao Hỏa không thể quay trở về trái đất? Kể từ khi bước vào thời đại vũ trụ, tốc độ phát triển của nền văn minh nhân loại luôn có những bước nhảy vọt. Con người ngày càng hiểu thêm về sự rộng lớn và phức tạp của vũ trụ, đồng thời giới khoa học cũng đang nỗ lực tìm kiếm hành tinh có thể là trái đất thứ hai, rất có thể là Sao Hỏa, nơi có nhiều điểm tương đồng với trái đất. Sao Hỏa là một trong những hành tinh quan trọng nhất đối với nhân loại hiện nay. Các nhà khoa học tin rằng con người quan tâm đến Sao Hỏa hơn mặt trăng bởi vì nó có mức độ tương đồng cao với trái đất. Trong vài năm tới, con người dự kiến sẽ hiện thực hóa giấc mơ đáp xuống Sao Hỏa. Thời gian để đến Sao Hỏa từ trái đất có thể là từ 150 đến 300 ngày, tùy thuộc vào vị trí Sao Hỏa có liên quan đến trái đất, tốc độ phóng và đường đi chính xác được thực hiện. Khoảng cách giữa trái đất và Sao Hỏa liên tục thay đổi, tùy thuộc vào vị trí tương đối của chúng trên quỹ đạo. Trung bình, Sao Hỏa cách trái đất 55 triệu km, nhưng tàu vũ trụ không thể chỉ cần bay thẳng tới đó. Sao Hỏa và trái đất đều quay quanh mặt trời, điều đó có nghĩa là khi một tàu vũ trụ được phóng từ trái đất, nó phải nhắm vào nơi Sao Hỏa sẽ đến, chứ không phải là nơi Sao Hỏa hiện đang ở thời điểm phóng. Yếu tố khác cần được tính đến là nhiên liệu. Nhiều nhiên liệu hơn có thể cho phép tàu vũ trụ di chuyển nhanh hơn, nhưng nhiều nhiên liệu hơn cũng đồng nghĩa là tàu sẽ nặng hơn. Tàu vũ trụ cần đảm bảo nó mang đủ nhiên liệu để lên Sao Hỏa và quay trở lại, nhưng không đến nỗi nó khiến tàu vũ trụ quá nặng để bay. Các nhà khoa học NASA sử dụng cái được gọi là quỹ đạo chuyển Bowman. Đây là phương pháp di chuyển gửi tàu vũ trụ từ trái đất lên Sao Hỏa với lượng nhiên liệu ít nhất. Nó hoạt động bằng cách đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo tăng chậm, nó dần dần ra xa hơn, đến điểm mà quỹ đạo tàu vũ trụ giao nhau với quỹ đạo của Sao Hỏa. Bằng cách tính toán chính xác vị trí của Sao Hỏa tại bất kỳ thời điểm nào, các nhà khoa học có thể đảm bảo rằng tàu vũ trụ giao với quỹ đạo Sao Hỏa tại điểm Sao Hỏa sẽ đến. Đối mặt với một hành tinh hoàn toàn mới, mà chỉ có các hoạt động thăm dò, nhân loại sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Đặc biệt là trong tương lai gần, con người cũng dự kiến thiết lập một căn cứ vũ trụ tiên tiến ở đây, do đó phạm vi hoạt động của con người trong hệ mặt trời sẽ được mở rộng chưa từng có. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ hiện tại có thể giúp các phi hành gia đạt được mục tiêu là hạ cánh xuống Sao Hỏa, nhưng họ vẫn gặp phải nút thắt kỹ thuật trong vấn đề trở về. Điều này cũng có nghĩa là độ khó của chuyến bay một chiều ít hơn nhiều so với độ khó của chuyến bay khứ hồi, bởi vì công nghệ tàu vũ trụ tái chế do con người tạo ra hiện nay chưa hoàn thiện. Đồng thời, lực hấp dẫn của Sao Hỏa gấp đôi so với mặt trăng. Đối với một tàu vũ trụ có cùng khối lượng để cất cánh trên bề mặt Sao Hỏa, lực đẩy cần thiết sẽ tăng lên nhiều lần. Không khí trên bề mặt Sao Hỏa rất loãng, nó sẽ mang lại lực cản rất lớn cho hoạt động của tàu vũ trụ. Như đã đề cập, khoảng cách giữa Sao Hỏa và trái đất vượt xa khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, do đó con người cần thêm nhiên liệu để hỗ trợ cho chuyến bay dài, nếu cần tăng tốc nửa chừng thì cũng phải tính đến lượng nhiên liệu dự trữ. Nhiên liệu sử dụng cho toàn bộ chuyến bay khứ hồi đã vượt quá sức tưởng tượng của con người, đây là một điểm nghẽn rất lớn. Tất nhiên, con người cũng có kế hoạch xây dựng các kho nhiên liệu trên bề mặt Sao Hỏa để cung cấp đủ năng lượng hơn cho phi hành gia đến và đi từ Sao Hỏa, nhưng điều đó vẫn khó đạt được. Các nhà khoa học cho rằng, nhiều ý tưởng hiện nay vẫn mang màu sắc khoa học viễn tưởng, và con người ở giai đoạn này chỉ có thể lên kế hoạch cho các chuyến khám phá Sao Hỏa trên cơ sở công nghệ hiện có. Và chúng ta cũng cần phải đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của các phi hành gia hết mức có thể. Vì vậy trong tương lai, việc khám phá Sao Hỏa vẫn sẽ đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của vô số các nhà khoa học. Tại sao phải định cư trên Sao Hỏa? Thiết lập một thuộc địa lâu dài của con người trên Sao Hỏa không phải là một lựa chọn, đó là một điều cần thiết. Tất nhiên, rất khó để lường trước được rằng các sứ mệnh có người lái lên Sao Hỏa trị giá hàng trăm tỷ đô la cho mỗi sứ mệnh có thể mang lại lợi ích cho nhân loại như thế nào.
Để hình dung dễ dàng hơn, khoản tiền đó có thể giúp đỡ ngay lập tức trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư hoặc nạn đói trên thế giới. Đó là bởi vì con người có xu hướng ngồi ngắn. Chúng ta chỉ tập trung vào những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, thay vì 100 năm kể từ bây giờ. Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Stephen Hawking phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập NASA năm 2008 rằng: "Nếu loài người muốn tiếp tục tồn tại trong 1 triệu năm nữa, chúng ta sẽ phải mạnh dạn đi đến nơi mà chưa từng có ai đi qua." Và điều đó đưa chúng ta đến lý do tại sao con người phải định cư trên sao Hỏa. Thứ nhất, đảm bảo sự tồn tại của giống loài chúng ta. Ngôi nhà duy nhất mà con người từng biết đến là trái đất. Nhưng lịch sử cho chúng ta thấy rằng, việc tồn tại như một loài sinh vật trên chấm xanh nhỏ bé này trong chân không không gian là điều khó khăn và không có nghĩa là đảm bảo. Khủng long là một ví dụ điển hình, chúng đã đi lang thang trên trái đất trong 165 triệu năm, nhưng dấu vết duy nhất của chúng ngày nay là những di tích hóa thạch của chúng, bởi một tiểu hành tinh khổng lồ đã quét sạch chúng. Đặt con người trên nhiều hành tinh sẽ đảm bảo tốt hơn cho sự tồn tại của chúng ta hàng nghìn, nếu không phải hàng triệu năm kể từ bây giờ. Thứ hai, nâng cao chất lượng cuộc sống trên trái đất. Theo tiến sĩ người Anh Alexander Kuma đã viết: "Chỉ bằng cách đẩy nhân loại đến giới hạn của mình, đến đáy đại dương và vào không gian, chúng ta mới có những khám phá về khoa học và công nghệ có thể được điều chỉnh để cải thiện sự sống trên trái đất. Không thể dự đoán các công nghệ tiên tiến được sử dụng để phát triển các sứ mệnh có người lái lên sao Hỏa và môi trường sống trên sao Hỏa sẽ mang lại lợi ích to lớn như thế nào cho các lĩnh vực khác như y học hoặc nông nghiệp. Nhưng chúng ta sẽ chỉ tìm ra điều đó bằng cách đẩy loài người đến giới hạn và mạnh dạn đi đến nơi mà chúng ta chưa từng đến trước đây." Thứ ba, phát triển như một loài. Theo deGrasse Tyson, nhà vật lý thiên văn, vũ trụ học, tác giả và là người phát ngôn khoa học người Mỹ, một lý do khác mà chúng ta nên đến sao Hỏa là để truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của chúng ta, những nhà thám hiểm không gian tương lai. Khi được hỏi liệu chúng ta có nên lên sao Hỏa hay không, deGrasse Tyson trả lời: "Đúng vậy, nếu nó kích thích cả một thế hệ học sinh muốn trở thành nhà khoa học, kỹ sư, nhà công nghệ và nhà toán học, thế hệ phi hành gia tiếp theo sẽ đáp xuống sao Hỏa, hiện đang học cấp 2. Khát vọng khám phá không gian của nhân loại là điều thúc đẩy chúng ta hướng tới những đổi mới công nghệ tiên tiến hơn, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại, cho dù theo cách này hay cách khác." Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!